Những năm gần đây, thanh trà là loại cây mang lại giá trị kinh tế khá cao cho người dân tỉnh Vĩnh Long. Bởi có thời điểm giá bán trái đặc sản này trên 100.000 đồng mỗi ký. Tuy nhiên, theo nhiều nhà vườn, mỗi năm đến mùa cây thanh trà ngọt thường bỏ vụ hoặc cho năng suất thấp nếu gặp thời tiết bất lợi. Để giải quyết vấn đề trên, lão nông Quỳnh Giang Cập ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu và thành công xử lý cho cây thanh trà ngọt ra trái vào mùa nghịch với năng suất trung bình khoảng 70 kg đối với cây 13 năm tuổi. Hiện chỗ anh Năm là chủ nhiệm hợp tác xã, anh sáng kiến ra xử lý mùa nghịch thì phương án anh là xong bóng đèn xử lý vào bóng đèn xong trong thời quá trình thực hiện của anh năm thì nó đạt tỷ lệ phần trăm là tám khoảng tám mươi làm năm nay làm là làm liên tiếp 4 lần thì thấy coi như nó 10 cách nhau 10 ngày một một lần thì làm 4 lần thì thấy kết quả nó ra cũng tương tự là nó ra qua đậu trái cũng có thể hơi hơi sai hơn cái loại cái đợt mà nó ra theo thời tiết ông cập cho biết để cây thanh trà ra qua đậu trái nghịch vụ cần rất nhiều yếu tố và kỹ thuật khá phức tạp Đầu tiên người trồng phải bón phân cho cây ra lá mới, sau đó tưới thuốc, tạo mầm rồi xiết nước. Kết hợp với xong bóng đèn vào ban đêm, kích thích cho cây ra qua. Sau đó phun thuốc theo định kỳ đến khi cây đậu trái, ước tính tỷ lệ thành công khoảng 80%. Tuy nhiên, đây chỉ mới năm đầu tiên ông Cập thực hiện thành công, cần thêm thời gian thực nghiệm như bà, bà để năm 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 tới nữa là tôi mà thực nghiệm một cái nữa thành công rồi thì bà con nào mà có nhu cầu thì tôi sẽ chuyển giao lại để mà làm được, để cùng nhau mà 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 khá toàn thị xã bình minh hiện có khoảng 15 hecta diện tích trồng thanh trà ngọt cho người dân trồng sen với các loại cây khác sản lượng còn ít chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường sáng kiến xử lý cho thanh trà ra trái nghịch vụ của ông quỳnh giang cập tuy mới thành công năm đầu tiên cần có thêm thời gian thực nghiệm nhưng cũng mang lại một giải pháp mới nhằm ổn định năng suất cây thanh trà tại địa phương